Đại diện nhớ cho anh từ từ thôi. Tay này sao buồn đấy? Tay sao này buồn đấy? Phương bây giờ này chúng ta cũng đã bỏ được. Mấy người, nay mai chú trở về nhá. Để ta nay mai ta trở về, con trọng kéo đi. Ở đây nay mai các chú trở về. Không được đấy. Ông là nay vợ rồi, ông là không ai hôm nay anh ơi là trong chi nhánh nó đi đo từng xã một, từng ấp một, đi đo đầy luôn, không biết cái anh chăm trọng cả mấy trăm hàng trăm ngàn để mua cái gốc mối dân này anh em thôi. Nhưng mà bây giờ bao nhiêu tiền ký? Là 200 ngàn. Nấm mối bây giờ là khoảng 400 ngàn là thấp nhất. Còn nếu mà nấm mối mà cào mà ngon là 600 ngàn vẫn còn. Để tôi nói là quen. Tay này bảo trăm mấy hàng trăm thì có. Thôi đi xoay nấm này, tôi cho anh nghe. Cái thằng mà bắt đầu đi xoay nấm này, bán cho anh nhé. Không, nhưng mà nói thực sự là... nó không lệch nhiều. Cái đó này. Quần áo thì thiếu gì? Em có một bộ thôi. Ông nào? Cùng nhà mình kia. Nha, ngon ha. Dạ, chào ông bà. Bật chưa? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Không đứa nào, không đứa nào, không đứa nào nói. Không sao, đúng không?
Đó, được rồi. Hỉ đâu rồi, hỉ đâu rồi. Tiến xúc, tiến xúc.